chắc là cầm máy quay nha bạn. Con sẽ bắt sao bắt tử được em. Sắp chết. Nói chung là hôm nay nó cũng muốn đủ trải nghiệm bản thân thử coi là thử thách trong vòng tròn là như thế nào. Đúng rồi. Rồi cảm giác bây giờ là thế nào? Gió lùa vô mát anh. Mà có hơi hắt nóng xuống xíu. Nó hơi hàm nó hắt xuống. Cái dù giống con dễ vậy hả? Đúng rồi. Cầm mỏi lắm. Wow, thông minh thông minh. Sáng trưa giờ có uống nước nào chưa em? Có ạ. Ở đâu uống? Nó ăn chung mà. À ý là uống chung mấy nãy hả? Đúng rồi. Sắp chết hả? Sắp chết. Chúng ta đến với vòng cấp nước nha các bạn. Cấp nước và cấp lương thực. Nhưng mà trò chơi khá là đơn giản. Do hiện tại đang trên bãi biển á. Bãi biển thì người ta hình thành cái trò quăng cái này đó bạn, sau đó chụp. Ai chụp được thì sẽ được bốc thăm một phiếu. Phiếu đó là phiếu đồ ăn, nước uống rồi các kiểu các bạn. Và có cả hình phạt nữa. Đây là cái ranh giới của cái dòng nè em. Bước ra đầu hàng em. Em đầu hàng đúng không? Có đâu. Vậy đi vô hả? Ủa sao đầu hàng em? Mũi quá anh. Là em muốn hết nước luôn à. Em hết lương thực, thực phẩm rồi hả? Nên em đi vô luôn. Chứ là cho vui thôi. À chơi thử sức bản thân thôi đúng không? Mỗi lần nhìn thấy mọi người chơi hôm nay bảo trải nghiệm kết quả là được 33 tiếng. Sao? Thì dễ không? Dễ. Tại có mũi thôi nên em đi vô. Nhập vô. Vậy là chúng ta chỉ còn có 3 người. Cô Bảo đầu hàng vì không có chỗ ngủ nha các bạn. Mũi được các kiểu là điểu nó không có chơi mấy dạng sinh tồn này được. Chủ yếu là vô trải nghiệm bản thân thôi. Bài đen. Nói chung là tụi em chơi bài trắng bài đen tuấn xì các kiểu là điểu dạ, và rồi, kết quả là đây. Thằng chỉ đứng. Đúng rồi. Hương ngồi còn em thì nằm hả? Dạ đấy, khu đất của em đây. Em cũng hơn là tụi anh hơn được một miếng đất. Rồi vậy là ăn bây giờ nó thành địa chủ rồi các bạn. Đại gia. Ồ quá dữ luôn. Rồi tình hình là gần 11 giờ trưa và cái khách đã được gần 46 tiếng rồi các bạn. Mình thấy là trời nó bắt đầu hoàng đó nó mây đen nó kéo đến nó chuẩn bị chuyển mưa.